Bình tĩnh và khóa cửa cẩn thận, tránh kẻ gian đột nhập. Nếu có bất kỳ thông tin gì về kẻ lạ mặt, hãy thông báo ngay cho ban quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời. Đấy, cả nhà đã nghe rõ chưa? Cho nên là từ bây giờ đi ra ngoài là phải khóa cửa cẩn thận. Mà đã khóa rồi thì phải nhớ kiểm tra lại lần nữa xem là đã khóa hay chưa. Rõ chưa? Moments later. Later. Tôi lắp xong camera rồi đấy sếp. Còn gì cần đặt dò không ạ? Độ nét tốt, màu sắc là chân thực. Tôi thấy ổn rồi đấy. Anh có thể về được rồi. Từ giờ thế này nhà mình có thể yên tâm được rồi. Rồi, bây giờ cả nhà đi ăn tối thôi.
Hả? Thank you.
đối không lơ là cảnh giác. Rõ chưa? Rõ. 12 seconds later. Và hiện đang được công an khu vực dẫn về đồn khai báo. Ôi trời ơi, hú hồn hú vía. Cuối cùng thì kẻ trộm đã bị bắt rồi. Cuối cùng tôi cũng được về phòng ngủ rồi phải không mẹ? Thôi, cũng đã muộn rồi, bác Ngô cũng về nhà nghỉ đi nhá. Ông ấy lần sau rút kinh nghiệm nhá. Chào bác Ngô nhá. Hè năm nay trở nên bổ ích hơn bằng cách học tiếng Anh với Leobook nhé. Đặt mua ngay tại leoleo.edu.vn. Đừng quên đăng ký kênh LeoLeo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.